thì có nói về nước Việt Nam mình nè, có được Michelin Star thì là có 3 cái ở Hà Nội và 1 cái ở Sài Gòn. Michelin Star the recommend là rất là tốt các bạn ha, rất là high quality. Ví dụ như các bạn mà sành điệu về ăn hay gì á, mà đi tới mấy cái chỗ lạ mà muốn ăn mà không có bị bất mãn hay gì á, thì nên chọn mấy cái nhà hàng nào mà có Michelin Star. Chào các bạn, cùng cô chú anh chị đã trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, hôm nay vợ chồng My tiếp tục review mua ở Costco. My mời các bạn xem cho vui ha. Vừa rồi My có chia sẻ với các bạn ở những video này nè, thì My thấy rất là hữu ích luôn. Nếu mà các bạn chưa xem thì mình xem lại nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và người thân giùm My. Rồi bây giờ mình bắt đầu review nha các bạn. Các bạn cùng cô chú ơi, mình thử cái món này mình mua ở Costco coi nó như thế nào nha. Món ăn chơi để uống trà nè. Cái loại này 14 đồng 79, 36 cái mà mình nhìn thấy đẹp lắm các bạn. Ba mùi, khoai môn, với dầu, với trà xanh. Đẹp quá à, cái bịch nhìn rất là đẹp luôn. 14 đồng 79 sen. Choco Roll. Ở ngoài là người ta có áo cái một cái lớp cookie á các bạn. Ở ngoài của cái tròn tròn nè, ba mùi vị. Thành phần ở đây nha các bạn, cho ba cái mùi vị. Đẹp chưa nè? Xanh đỏ tím. Wow, quá chừng luôn á. Thử ba cái luôn. Mình thử màu tím trước nha, là khoai môn. Uống boba vì cũng thích cái mùi khoai môn. Cái cây nó như vậy nè các bạn. Rồi, mình mời các bạn nha. Giòn giòn ở ngoài. Nó có như kem nha các bạn. Nhưng mà nó không có béo nhiều. Cái vị ngọt nó ngọt. Các bạn có nhớ cái bánh ống mà bánh ống hồi đó Costco vẫn có bán, hoặc là trong các chợ đại hàng đâu có bán đó các bạn. Cái bánh ống ống đó mình ăn thì nó giống cái loại đó đó nha. Nhưng mà cái loại này nó có cream ngoài, có kem ngoài. Mình ăn cái vị này nè, nó hơi ngọt hơn là cái vị kia. Cái này để uống trà, giống như uống trà đắng rồi đó các bạn, thì mình thấy là rất là ngon, hoặc là cà phê đắng á, là ngon á. Không có thơm cái mùi khoai môn nhiều nha, nhẹ thôi. Có mùi thoáng qua, mình cũng cảm nhận là mình biết là mình ăn có khoai môn. Cái vị ngọt này nó hơi ngọt đối với My á. Màu đỏ nè các bạn, trái cây, strawberry. Hy vọng là cái này nó có vị chua chua á, ăn mình đỡ ngán. Wow, có chocolate nữa nè. Món này mình nghĩ người nước ngoài sẽ thích hơn nè. Tại nó ngọt nhiều mà nó cũng giòn giòn, béo béo. Cái strawberry này có một cái vị chua nhẹ, thơm mùi strawberry nhưng mà vẫn ngọt. Ngọt mà nó không có ngọt gắt, nhưng mà mình cảm nhận là mình ăn là mình biết có ngọt để mình muốn uống nước đó các bạn. Chocolate thơm nhẹ, strawberry có vị chua chua thì nó cũng hơi đỡ ngán chút, ăn nó giòn giòn. Ăn cũng được các bạn, nếu như mà để mình thử một cái nữa rồi mới cho điểm nha. Trà xanh. Người ta làm cái rô nhẹ tiện ha, để cho mình đi ra đường á, mình đem theo cây này lỡ lúc nào đói bụng á, hoặc là mấy nhỏ đem theo đi học mà snack được các bạn. Cái trà xanh nó thơm lắm các bạn. Mình cảm nhận có mùi trà liền luôn á. Giòn giòn, béo béo nhẹ. Nếu như mà cái này ha mà người ta làm lạc
hoặc là ngọt tí xíu thôi là My nghĩ sẽ bán đắt lắm cho người mà cử đường nữa các bạn. Là sẽ ăn được, là sẽ rất là thích. Tại cái này ngon, mình ăn mình cảm nhận được cái mùi thơm của nó. Cái này thơm, cái thơm trà này My thích nhất nè. Trà xanh rất là thơm luôn. Mà chưa bằng cookie, nhưng mà đối với My là nó ngọt. Nhưng mà vẫn chấp nhận được, khi mình ăn một cây này thì vẫn chấp nhận được nha các bạn. Không có phải là gắt lắm, nhưng mà nó có, mình ăn là mình biết là mình đang ăn cái này có ngọt. My thích cái trà xanh nhất. Nếu mà không có đường á các bạn, là My cho khoảng 8 điểm, 9 điểm được á. Tại vì cái này cái mùi vị nó rất là thơm, mà ăn nó giòn giòn, ngon. Nhưng mà tại vì có đường vô đây, cho nên My cho chừng 6 điểm rưỡi thôi các bạn. Tại có đường nhiều quá, mình đang cử đường á, cho nên My sorry nha. Tại cái này là cho điểm của riêng My thôi. Nhưng mà các em nhỏ á, cái này chắc 8, 9 điểm quá à. Tại vì không phải là ngọt gắt. Để mình coi cái lượng đường nha. Đường là 6 gram, dâu là 7 gram, còn trà xanh là 8 gram, sản phẩm của Đài Loan. Các bạn ơi, hôm nay My review với các bạn một cái phở mà rất là nổi tiếng ở vùng Bô Sa mình luôn, mà cũng được người nước ngoài bình chọn rất là ngon đó các bạn, và được star ở trong cộng đồng Mỹ luôn các bạn. Cho nên thì My cho các bạn xem, My nghĩ cái chỗ này cũng có nhiều bà con đã đến đây ăn rồi. Thì nếu các bạn ăn ở đây như thế nào thì chia sẻ với phần bình luận giùm My nha. Đây là các bạn, phở 79. Cái tiệm này có lâu đời lắm rồi các bạn ơi, rất là lâu luôn. My hâm xong hết rồi nè các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn nè. Wow, nhìn thấy ngon lành quá. Này là phở 79 là Michelin Star đàng hoàng nha các bạn. Yeah, giải thích Michelin Star là cái gì? Các bạn biết Michelin Star là cái gì không? Cái Michelin Star là xuất xứ của nó là cái hãng làm bánh xe của Pháp. Các bạn biết không? Nhưng mà nó có hướng dẫn rất là nhiều về một entertainment. Phần đông cái chính của nó, nổi tiếng của nó là về đồ ăn. Thì những cái hãng nào mà, những cái nhà hàng nào mà đồ ăn mà nó theo dõi trong vòng 6 tháng cho tới 1 năm, mà nó đến nó ăn thường, có người tới review, tới giống như là phê bình á, mà nó theo dõi một thời gian, nếu mà theo đúng theo cái tiêu chuẩn của nó thì là nó cho điểm 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao. Thì phở 79 ở góc đường Hazard thì được một 1 star. Thì rất là hiếm những cái nhà hàng Việt Nam mà được Michelin Star các bạn biết không? Nếu mà có được á, thì nó trong cái list của nó để cho nó giới thiệu mình đi ăn. Ví dụ như ở Việt Nam á, nước Việt Nam của mình á, chỉ có 4 cái nhà hàng là được Michelin Star thôi. Ở bên nước Việt Nam hả? Nguyên nước Việt Nam luôn, cái được có 4 cái thôi. Wow. Yeah. Ồ vậy nước Việt Nam, bên nước Việt Nam vẫn được. Được chứ, ở Hà Nội được 2-3 cái luôn á. Thôi ăn đi để thôi nó nguội. Nhưng mà đại khái là rất là cao sang mấy cái loại ấy nha. Dạ. Mà sometime nó cũng có nhà hàng thường thôi, miễn sao là cái chất lượng nó tốt, mà nó có nghĩa là đi tháng nào ăn nó cũng được xem hết á, ví dụ vậy đó. Dạ. Wow, lâu lắm rồi, khoảng không 10 năm rồi đó, không có ăn lại phở 79. Mà vừa rồi nghe ông Minh Rễ nói là được Michelin Star, thế nên bây giờ muốn ăn lại thử thấy có ngon không? Nước súp rất là đậm đà. Hồi xưa là ông xã My mở member ở phở 79 luôn á. Dạ, phở 79 thì có quận cam này lâu lắm rồi. À, đó anh ăn cũng bao mấy chục năm, mười mấy năm hay gì luôn ha. Yeah, từ đó ăn rất là thường. Yeah. Gần như là mỗi tuần. Tại vì hồi đó vòng vòng chỉ có vài tiệm phở thôi. Mình sống ở đây lâu lắm, từ năm 80 mấy mấy tới giờ luôn. Thành ra mà cái tiệm này cũng rất là lâu luôn. Thành ra hồi xưa là ăn rất là thường. Rồi sau này là đổi qua tiệm khác nó tùm lum hết. Bây giờ ăn lại cũng được xem không? Ngon. Thì có một thời gian các bạn mới ăn, mình đổi không có ăn thịt bò, mình đổi qua ăn thịt gà. Ăn phở gà không à. Uh-huh. Gà mà gọi Việt Nam mình gà đi bộ á. Yeah.
như gà người ta luộc người ta chặt ra ăn giống như kiểu Việt Nam chứ không phải gà mà nó nhiều nhiều cái tiệm phở gà mình vô mình ăn á, nó xé thịt ngực ra nó ức để lên trên vậy thôi à. Đúng rồi. Không có như, phải như nè. Phở gà ở đây không ngon. Dạ. Dạ. Cái đó không, mình thấy không có nhiều nhiều tiệm là nó thịt gà luộc đàng hoàng. Rồi ăn mà quên bỏ rau luôn các bạn biết không? Ngày rau đầy đủ hết. Ngồi gai. Thơm nhớ tới Việt Nam. Cái tô nó nhiều lắm, hồi nãy mi nấu là cái này có phần nửa thôi á. Dạ yeah, cái tô này rất là to, bún rất là nhiều, thịt rất là nhiều, cái này tại vì mình không có ăn nhiều á. Lại mình làm không có muốn, thành ra mình chỉ làm có đại khái là một nửa thôi. Còn một nửa kia để dành chiều ăn nữa. Các bạn mấy ông mình ở đây quận Cam á, là mình rau cỏ đồ Việt Nam là rất là nhiều thoải mái. Chứ các bạn mà đi qua tiểu bang khác á, nhất là mùa đông này nè, hồi xưa mình đi làm việc xa đó, lâu lâu cũng có mấy cái chỗ tiểu bang khác á, mình vô mình ăn rau đem ra buồn lắm. Nhưng mấy cái cọng này nè, nếu mà ủ rủ luôn á, hên hên mà có là nó héo queo. Còn cái này cũng không, cải khái cái gì cũng rất là nhìn nó thảm lắm. Bởi nhất vậy nhất là mùa đông á. Ở đây xong rồi cái tội nghiệp cho các bạn mà ở vùng xa ở đông ha. Ừ. Nhiều chỗ thì cũng còn good, nhưng mà nhiều chỗ cũng hết tội nghiệp. Trong mấy cái thịt ăn phở thì mình thích nhất là cái nạm. Mà cái nạm là tại vì mình thích ăn barbecue của Mỹ là brisket á, thì nạm là brisket. Cũng cùng một loại thịt, người ta cắt mỏng ra. Thế nên nó có nhiều nó vừa mỡ mà nó vừa có thịt, nó dễ ăn hơn là chín. Chín thì nạc nhiều quá. Cái này có một cục gân rất là to luôn. Mà cái gân này như là người ta bỏ vô cái khuôn rồi bắt đầu rồi nó cho đặt lại anh, rồi bắt đầu người ta mới để vô máy người ta cắt, cho nên cái miếng nó vuông 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 nhìn rất yeah. đẹp. Giống như người ta làm gân, gân thì nó nhỏ 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 các bạn biết không? Cái miếng nó vuông 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 nè. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Xong rồi người ta bỏ vô như cái box giống như là meatloaf vậy đó. Dạ. Yeah. Xong rồi cái lúc đó nó như nó hơi cứng lại, nó treo lại đó. Dạ. Yeah. Cái người ta mới slide nó từ miếng 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 vậy nè. Dạ. Yeah. Nên nó nhìn nó dày các bạn thấy không? Cái này mình bỏ vô nước rồi cái bắt đầu nó rã ra đó. Chứ đúng ra lúc đầu nó nguyên vuông giống như cục, giống như cục hem vậy em biết không? Dạ. Dạ. Hồi đó lúc mà mình mới qua Mỹ á các bạn, ông xã chở đến đây cho ăn cái gân này nè. Nói ủa sao cái gân bên Việt Nam á, cái gân nó có chút xíu cọng và thòn, còn sao cái gân này cái miếng vuông mà nó bự chảng. Sao kỳ vậy, con bò Mỹ chắc lẽ nó bự lắm. Rồi mà cái này nó nấu rất là mềm em biết không? Thì sau này mới biết là người ta bỏ vô cái khuôn người ta cắt. Mình bên Việt Nam hay lúa đâu có biết. Với lại mình ăn thịt phở đồ ở đây quen, những cái miếng slice tươi tái hay gì người ta cũng làm bằng máy hết trơn. Dạ. Nhìn nó đều mà nó đẹp, nó mỏng, nó ăn nó dễ ăn. Còn ở Việt Nam sometimes mấy cái quán đồ này nọ là sắc bằng tay á. Dạ. Sometimes mình ra mình thấy nó khác rồi, khác luôn. Mà ở khu Bô Sa này của mình bây giờ cũng nhiều cái tiệm phở cũng ngon lắm anh, cũng nhiều người thích lắm. Mặc dù cái phở 79 này cũng được bình chọn đồ đủ thứ ha, là cũng ngon. Nhưng mà ngoài ra các bạn biết có những phở cũng ngon lắm, như phở có nhiều bạn của My thì lại ăn phở Ho Lịch cũng ngon. Rồi có người thì ăn phở 86, như đó cũng tùy theo cái khẩu vị của mỗi người nữa các bạn. Các bạn mới ông mình có đọc một cái comment kia của Mỹ nha, của người nước ngoài á, nói về phở. Người ta nói funny, ta nói cái tiệm phở nào mà không có cái số trên đó đó là không phải chính tông của Việt Nam. Ồ vậy hả? Nó nói chơi thôi à. Tại vì cái tiệm phở nào cũng có số hết trơn á. Số cho dễ nhớ, ai biết đâu. Nhưng mà cái do tại sao mình cũng không có rõ ha. Ừ. Nhưng mà nó nói là cái tiệm nào phở mà có cái số trong đó là cái tiệm chính tông của Việt Nam.
Còn cái tiệm phở gì đó là ví dụ như Sometime, tại vì ở bên Texas ấy, Dạ. cũng có tiệm phở nhưng mà cái người chủ là Mỹ trắng, Dạ. người ta cũng học đi học nấu ăn rồi, người ta cũng biết nấu nhưng mà tính nó cũng lai hết trơn á. Còn ai mà muốn ăn chính tông của Việt Nam, mà Việt Nam thì cũng có hai loại nữa, một cái miền Nam cái miền Bắc, miền Bắc với cái miền Nam nó khác nhau dữ lắm. Tiệm này các bạn tên là Phở 79, thành ra chuyên môn về phở, mà mình thấy phở bò ở đây là ngon nhất. Còn mấy cái phở ví dụ như phở gà mình thấy ăn ok thôi à, không chỉ cái trung bình thôi, với lại mấy cái món khác á, tùy theo nha. Như vô đây chính là nên chỉ nên ăn phở thôi, mấy cái món khác nó không có được ngon lắm. Như hồi lâu anh ăn bún vịt sáu măng cũng không có ngon phải không? Mỗi cái tiệm là thấy cũng có đặc sản riêng ha. Đúng Như rồi. vậy. Mà cái vị ở đây thơm hả? Rất Dạ. là thơm. Bò viên cũng ngon. Phở 79 này ở trong Phước Lộc Thọ cũng có một chỗ nữa anh. Em không biết còn hay không. Em cũng không biết, hồi lâu rồi đó thì thấy còn, bây giờ nó biết sao. Rồi sau này thì mình đi với Lộc Thọ thì anh cũng có ăn ở đó 5-3 lần. Tại vì thường không có qua bên cái chỗ gốc mà, cho đường Hai Dân nữa. Này mà vô ăn nguyên tô bự chứ ăn không hết. Này nãy mình mua về là bánh sống đó các bạn, rồi mình nấu nước lên rồi mình ấy bánh trộn sơ bánh hoặc là mình để vô luôn cũng được nữa. Anh thấy bánh sống về nhà làm bánh sống ngon hơn. Đúng Tại anh nhớ mà bánh mà chín rồi á, rồi. cái mà mình về mình không ăn liền á, mình bỏ tủ lạnh, nếu mình đem ra thì bắt buộc mình phải bỏ vô nước sôi. Mà khi mà mình làm vậy mà mình đợi cho nó nóng lên và cái nước nó đừng có nguội quá đó thì là cái bún nó lại hơi mềm. Còn cái này thì là vừa. Bánh sống mình để lên bếp mình nấu á thì mình ăn ngon, tại vì bánh chín á, là khi nào ai mà giống như đi đem theo đi làm việc mà không có nấu trên bếp được á thì nên mua bánh chín, tại vì người ta để hâm microwave thôi anh biết không, thì có thể ăn bánh chín, chứ còn không mình mà nấu nhà là bỏ lên nồi á, mình hâm nước xong mình bỏ cái bánh sống vô thì nó ngon hơn, nó dài. Mình thích nhất là mấy miếng nạm này nè, nó có vừa thịt Cái này cắt vài miếng bò quay gu vô có loại này mà wagyu mà thịt tái ha. nó có nữa, Mà không biết tiệm này có không không biết, mình không có coi cái menu, tại vì mình giống như mình quen ăn cái gì cái mình vô cái mình Mình order, gọi cái đó liền mình không có cần coi menu Hồi nãy mình mua nè các bạn, cái tô lớn nhất Axolotl luôn, nạm, gân, bò viên, tugo, bánh sống. Người ta ghi vậy đó. Cái giá mình mua, sao cái này người ta không có để cái giá vô, hồi nãy mình trả tiền là 19 đồng đó các bạn. Tô phở giờ đắt hơn hồi xưa nhiều ha. Hồi xưa. nhưng mà tô rất là lớn, nhiều lắm. Này ăn hai người. Tô lớn này thành bằng hai tô nhỏ đó ạ. À. Ha. Dạ. Con cá là mấy bị ăn, nhiều người sợ không có đủ nước nước súp, Nếu nước mà súp thì hai chỉ có người một ha. một cấp Mà súp ở đây anh thấy làm sao? là đậm đà, thường Ở thường. đây đóng cửa thứ ba nha các bạn. Mình đó các bạn biết không, cái phở bò ở đây ấy, mình nó rất là hợp khẩu vị của mình, nó mình đối với mình thấy rất là ngon. Thành ra thường thường nếu mình đi ăn nó đi ăn phở bò thì mình ăn đây, còn nếu mà ăn phở gà thì mình có tiệm khác nha. Mỗi cái nó mỗi tiệm nó có một cái hay của nó. Phở bò ở đây là mình thích nhất đối với mình đó. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn mà thấy ở đâu ngon hơn chỗ này thì các bạn chia sẻ với phần bình luận giùm mi với ông xã, để bữa nào cho ông xã ăn chỗ khác nữa. Có ai mà biết phở nào ngon á thì cho biết giùm để mình tìm hiểu thêm, ăn thêm. Mình cũng rất là thích ăn phở, có điều kiện là mình ăn phở, muốn biết thêm mấy cái tiệm khác coi nó ngon như thế nào.
Có cái chỗ kia cũng phở gà anh rất là thích luôn, để bữa nào ăn phở gà cho các bạn biết sao. Dạ, chỗ đó làm gà chặt nó nhìn rất là đẹp, nhìn giống như Việt Nam vậy đó. Ở Việt Nam á, các bạn có được bốn cái nhà hàng là được Michelin Star, là ba cái ở Hà Nội và một cái ở Sài Gòn. Để cho mình chỉ cho các bạn, nếu mà ai có về Việt Nam ghé Sài Gòn hay là Hà Nội, có thể ghé ngang mấy cái tiệm đó ăn. Đồ ăn thì cũng một phần là đồ ăn kiểu Việt Nam như là phong tục của mình, còn có vài cái thì là dính líu tới đồ ăn mà giống như nửa nửa Việt Nam nửa nước ngoài, có pizza, có này có nọ, có quay gu phở, rồi cũng có đại khái là đồ ăn cho nhiều loại người khác nhau các bạn biết không? Chứ không phải là chỉ có đồ ăn của mình thôi. Cái này là cái bài viết của cái Grab Report đó các bạn, là một cái magazine với lại cái website chuyên môn về entertainment, đi du lịch này nọ rồi đó, thì có nói về nước Việt Nam mình nè, có được Michelin Star, người ta đăng lên thì là có ba cái ở Hà Nội và một cái ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cái bài này người ta viết hồi tháng 6 năm 2023. Này này, để mình nói cái tên cho các bạn nghe, để các bạn lỡ nếu mà các bạn muốn đi á, ở Hà Nội á, thì có một cái nhà hàng gọi là Gia, còn một cái là Ibana by Cookie và Tầm Vị. Thì ở đây là người ta chế ra đủ thứ món đồ ăn á. Những cái mà ở Hà Nội thì phần đông đồ ăn của người miền Bắc này vậy đó, giống như có ốc nè, cua súp này nọ đồ. Còn cái ở Sài Gòn đó các bạn là đồ ăn giống như Tân Thời các bạn biết không? Cái tên của cái nhà hàng rất là lạ, Anh Năng. Anh ăn ha, Anh Năng Sài á là Gòn. ăn là anh ăn. Thì là có một người chef tên là Peter Cường. Đại khái làm đồ ăn giống như phần đông đồ ăn, không có phải đồ ăn phong tục Việt Nam các bạn biết không? Ví dụ như tuna tartar, roasted duck, mozzarella, Nướng. mini pizza. Rồi có wagyu beef mà làm với như xương á. Nhưng đại khái là những cái món ăn rất là lạ các bạn biết không? Michelin Star đó các bạn, cái này là một năm người ta reward cái Michelin Star một lần, nhưng mà sự thật là người ta có rất là nhiều người review. Sometimes cái người review đó đi giống như đi travel từ đây tới đó để cho người ta ăn của cái món đó, rồi có người sometimes là người local, người ta kêu cái người đó đến ăn rồi người ta report. Nhưng mà có một cái hay là không phải ăn có một lần rồi xong rồi cái phê bình, không phải giản dị như vậy. Người ta ăn rồi người ta canh chừng, người ta theo dõi, cái có rất là nhiều chi tiết, không phải là món ăn ngon không, mà cái sự service, cái menu sao, cái decoration của cái tiệm như thế nào, đại khái là cái nguyên cái lập trường của người ta chọn cho cái nhà hàng để mà người ta đưa vô một cái điểm, một cái ngôi sao Michelin Star đó rất là cao các bạn biết không? Thật ra các bạn nghĩ coi, Việt Nam mình cũng giống như là lên đang cái đường lên rất là mấy chục năm nay luôn, mà mới đây thôi mới được có bốn bốn cái nhà hàng thôi, mà các bạn nghĩ nội ở Sài Gòn không là có trên 2.000 cái tiệm nhà hàng này, mà chỉ có được bốn tiệm trong toàn nước Việt Nam thôi. Thành ra Michelin Star rất là khó các bạn biết không? Tại vì cái tiêu chuẩn của nó rất là cao. Thành ra nếu mà mình cái nhà hàng nào mà nó có Michelin Star đó thì là mình có cái sự tin tưởng, mình đến đó là mình ăn có cái quality, cái service, cái chất lượng của cái người làm việc ở đó, đại khái cái gì cũng tốt hết trơn á. Tùy theo dĩ nhiên là cái ăn của cái taste mỗi người nó mỗi khác, nhưng mà phần đông á, những cái Michelin Star người ta recommend á, là rất là tốt các bạn không, rất là high quality. Khi các bạn đi, ví dụ như các bạn mà sành điệu về ăn hay gì á, mà đi tới mấy cái chỗ lạ mà muốn ăn mà không có bị bất mãn hay gì á, thì nên chọn mấy cái nhà hàng nào mà có Michelin Star của cái khu mà các bạn đi, là chắc chắn là tốt, là lúc nào ít nhất cũng phải là mình cũng almost lúc nào cũng happy các bạn nha. Thì đại khái là Michelin Star, lý do đó mà nó rất là nổi tiếng, mỗi năm người ta đều giống như là mong chờ cho nó ra có cái gì mới không, để cho người ta coi, để người ta đi, nhất là mấy cái người mà sành điệu thích gì ăn đó các bạn. Mình thì mình không có rành gì ăn gì lắm,
nhưng mà mình cũng theo dõi mấy cái này tại mình thấy nó rất là hay, là những cái món mình thích mình theo dõi để mình coi cái nó như thế nào. Mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị đã xem đến hết video này luôn. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của My ha. Chúc cho các bạn luôn vui, khỏe và một ngày làm việc được bình an, hạnh phúc bên người thân của mình nha. Mình chào tạm biệt. Bye bye.